Mi Hòa xin chào cả nhà, cả nhà ơi. Hôm nay 20 tháng 10 mình sẽ nấu cá cho vợ mình về ăn cả nhà ơi. Cháo cá cả nhà ơi. Qua mình dỡ dớ được mấy cá bóng á. Giờ mình sẽ nấu cháo cho vợ con mình về ăn cả nhà ơi. Rồi, bắt tay vào việc thôi làm hả cả nhà ơi. Rồi mấy bóng xong rồi cả nhà ơi. Rồi, mình đặt là nước rồi cả nhà ơi. Nó sôi quá. Bỏ vô nấu cháo cả nhà ơi. Đó. Sôi rồi cả nhà ơi. Rồi. Giờ mình cho cá vô cả nhà ơi. Rồi cá còn sống dễ còn toàn cả nhà. Đây, 20 tháng 10 mình sẽ cho vợ mình ăn cháo cá bóng cả nhà ơi. Rồi chờ xíu mình bỏ giờ mình cho gạo mình bỏ vô cả nhà ơi. Ngon ghê cả nhà ơi. Cá bóng xong xa dến cả nhà ơi. Rồi cho gạo đổ vô thôi. Do gạo xong rồi cả nhà ơi, cho nó vô không cả nhà ơi. Mình cho vợ mình ăn cháo cá bóng nha cả nhà ơi. Bóng tượng ngon cả nhà ơi. Bỏ vô hết nấu cái mình tội cả nhà ơi. Rồi nước sôi qua bỏ vô nó chốc già hết cả nhà ơi. Sôi quá sôi. Đó, ngon rồi, cành đào cả nhà ơi. Rồi xíu mình vớt cá cả nhà ơi. Vớt cá mình chờ gạo nó nhờ rồi cả nhà ơi. Ngon như cả nhà ơi, nay mình cho vợ mình ăn đơn giản như cả nhà ơi, vợ con mình ăn thôi, gia đình nhỏ mình ăn cả nhà ơi. Sôi nãy giờ cá nó ấy mình dở thôi cả nhà ơi, cá nó nát hết, ngon ghê không cả nhà ơi. Ngon lành cành đào, gã hết cả nhà ơi, ngon ghê. Mình nãy mình không có chiên sơ nữa cái nó lửa sôi quá mình bỏ vô cái ngấy nó ngon. Rồi để xíu nó dở cả nhà gã. Sôi quá trời sôi rồi, 5 phút rồi ngoái giờ 10 phút rồi chín nó có gì không mà ngon ghê quá vậy. Cái bông tự không lành cành đào cả nhà ơi. 10 phút rồi. Hôm nay mình nướng chiên sơ cái nó ngon. Ngon ghê. Cứ làm thêm có ốc rồi thôi, có vợ mình ăn thêm làm thêm có ốc nữa cả nhà. Con nhỏ nữa cả nhà. Ngon lành cành đào. Rồi giờ mình chờ gạo nhừ ra thôi, nhưng nó gã thịt nè hai cái nha. Rồi chờ đợi cả nhà ơi, cá là ok rồi nè, bốc khói lên cao cả nhà ơi. Hấp dẫn nha cả nhà ơi, chờ đợi nó nhừ thôi cả nhà ơi. Đi làm cá thêm đó cả nhà ơi. Làm thêm cái chép hay cái lóc gì bỏ vô. Cái chép 2 kg mình để nè. Cái cốc phi. Phía hồi ăn cá gì vậy. Lóc trời. Cái gô. Cái đồng. Cá gô đồng cả nhà ơi. Nhà không có gì hoài cá. Cái lóc nằm cái lóc luôn. Bự quá trời nè. Không. Rồi, anh hỏi vợ ăn nhiều làm thêm không? Làm thêm làm thôi cả nhà ơi. Quá trời cá nè. Nó đồng ngon cả nhà vậy nhất. Con ăn chưa hết. Có cá bóng rồi à thì ăn. Anh hỏi vợ mình có ăn thêm làm cả nhà ơi. Cá kho còn. Ốp bự bự không. Có tiêu. Rồi, để hỏi ý kiến thêm coi ăn thêm làm cả nhà ơi, làm hết bỏ con mình cũng ăn cháo nữa. Để hỏi ý kiến coi. Nên nghe của phụ nữ, theo ý kiến phụ nữ cả nhà ơi. Rồi thăm dế nó mấy cái bóng, giờ thẳng mấy tép bữa ăn tôm rồi. Mình chơi vô luôn cả nhà ơi. Hỏi coi ăn cá thêm làm cả nhà ơi, sợ là ăn hết bỏ.
Có gì chơi đó vô luôn. Nó ngon lành, nó ngọt nước cả nhà. Rồi, đợi đợi xíu cả nhà ơi. Đây, ốc. Thêm con nữa cả nhà. Hết không bỏ nữa, tự còn sống giải giải kìa. Rồi. Anh chờ đợi cái nhà cháo giờ cũng nhừ rồi nè. Rau đắng nấm rơm cái này nó dai, cái kia nó bỏ vô cái nó nứt da sôi quá không có chiên á. Rồi vợ mình đang gặt rau đắng cả nhà. Cháo rau đắng hết bài luôn cả nhà ơi. Đó. Rau đắng nhiều mới ngon cả nhà ơi. Rồi, hôm nay đợi. Có mấy người không ăn cháo chỉ ăn cơm thôi. Hai Út có ăn cháo không? Út nó ăn cháo nữa. Hai chồng với ông già ăn cả nhà. Út cơm. Hai chồng nói vậy ông già. Rồi chờ đợi hết cả nhà ơi. Cháo rau đắng. Vớt cá ra nêm nếm chuẩn bị dùng thôi cả nhà ơi. Đó rồi có ốc ngon ghê không cả nhà. Có ốc đồng. Cháo rau đắng cả nhà ơi. Hoành tráng không cả nhà ơi. Cho cái đuôi ra nữa à. Nêm nếm mà có dùng rồi cả nhà ơi. Ngon lành cành đào cả nhà ơi. Bốc khói bốc khói. Rồi, nêm nếm thôi, có dùng thôi cả nhà ơi. Nêm nếm nè cả nhà ơi, nấm vô. Ngon lành nữa. Nêm nè cả nhà ơi, miếng tiêu, miếng thì no, miếng đường, miếng ngọt cả nhà ơi. Muối nữa nha. Gia vị. Bị hành vô nữa à. Có dùng thôi cả nhà ơi. 20 tháng 10 cho vợ mình ăn cháo cả nhà ơi. Đơn giản cả nhà ơi. Có gì dùng đó thôi. Rồi, xíu bỏ hành lá cho nó là ngon hành cành đào. Chọn lên xong rồi dùng thôi cả nhà ơi. Ngon lành cành đào nữa cả nhà ơi. Cái hình đó sôi lên cái dùng thôi cả nhà. Cháo 20 tháng 10 cho vợ ăn cháo cả nhà ơi. Tiếp lên nó vớt cái nồi vô qua bốc còn bốc khói nữa cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà dùng với hai vợ chồng mình nha. Con mình không đồng ăn hết cả nhà ơi. Ngày có ba người ăn nè, bữa cho ba ăn trước rồi trễ quá. Rồi dùng thôi cả nhà ơi. Rau đắng nhìn ngon ghê không cả nhà ơi. Rồi, dùng thôi. Đây, cái nhà mình dùng thôi cả nhà ơi. Đây, cháo ra thôi cả nhà ơi. Nóng hổi luôn cả nhà ơi. Vô. Rồi bỏ cá cho nó nóng nữa cả nhà ơi. Bếp cái này cả nhà. Rồi bây giờ mình dùng nha. Ngon cả nhà ơi.
20 tháng 10 mình cho vợ mình ăn cháo nha cả nhà ơi. Chơi hết nhà cháo mà. Cho mấy nước mắm vô. Cháo nữa. Chấm cá ăn nữa hết bài luôn cả nhà ơi. Ốc nữa cả nhà. Ốc dai kìa. Ốc nhìn nó dai cái bóng cả nhà ơi. Đó, dùng hơi cả nhà ơi. Rồi bắn vô ngon cả nhà ơi. Ê, mà cái nhà mình dùng nha. Cháo cho bắn cả nhà ơi, cháo bóng nè. Rồi, mình cũng chấm tép nước mắm nè cả nhà ơi. Rồi, mà cái nhà mình dùng nha, hai chồng mình nha. Con mình ăn cháo cả nhà ơi. Chất giá nó vô ngon cả nhà ơi. Dùng hai chồng mình nha. Như con gái mình về mình làm có ốc nấu ấy cho nó ăn cả nhà. Bữa ăn cái gì nấu ăn cả nhà. Có ốc cái bự quá trời. Ốc kiếm mấy con. Mấy con. Con ăn hay nấu ẩu cho nó ăn. Rồi dùng hết cả nhà ơi. Vừa bắn luôn à. Rồi mình có dùng với hai chồng mình. Vừa bắn nhẫn nhẫn ngon quá à. Dùng thôi cả nhà ơi. Cá này nó dài kìa cả nhà, cứng. Thịt nó chắc kìa, ngon cả nhà. Rồi, mà cái nhà dùng không? Ngon cả nhà ơi. Ngon ngọt kìa cả nhà, đậm cái ốc đậm ngọt. Tép chấm nước mắm luôn cả nhà ơi. Ngon cả nhà. Cá quá trời. Ốc nó ăn cái nhà nó ăn cơm. Mới cơm với cánh gà chiên á. Giờ trọng phòng ăn cả nhà. Rồi, mới nhà mình dùng nha. Nấm chấm mắm cũng ngon cả nhà ơi. Ngọt. Hết bài luôn cả nhà. Dầu đắng thì không đắng hả? Ngon ghê quá nhà ơi. Hết bài luôn á. Cá cả nhà ơi. Chấm mắm này nè bé. Chấm. Ăn này thấy đâu đắng nhiều cả nhà ơi. Nhiều nó ngon. À, nóng. Cái gì nó dài kìa cả nhà. Gấp. Mười gà mà nó dễ nóng rồi. Rồi dễ cái bóng nè cả nhà, bóng thịt ngọt lắm cả nhà. Rồi dùng thôi cả nhà ơi. Chấm nước mắm quết 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 mắm bỏ vô miệng nhai 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 cả nhà ơi. Rồi dùng thôi. Cái bóng này ngọt không cả nhà ơi. Bóng này ngọt.
giúp cho ba mình nữa con cái đầu. Góc dài ghê mọi nhà. Ngon. Góc dài cái bóng mọi nhà. Không có dài không? Ở Nhật này con mình đi học Sài Gòn về cái mình sẽ làm món ăn cả nhà. Chừa mấy cái góc bự ra cho nó. Con ăn món gì làm nó ăn lẩu hay là nướng. Dùng thôi, thôi cho mình cả nhà ơi. Quá trời ngon. Ăn đủ mà hồi ra tốt cả nhà. Rồi, dùng thôi cả nhà ơi. Hãy cho chồng ăn. Quá ngon cả nhà ơi. Rồi giờ mình cho ăn vậy thôi cả nhà ơi. Chút nữa mình sẽ đăng bếp luôn cả nhà ơi. 7 giờ mấy rồi cả nhà ơi. Ăn cơm xong chưa? Đó, ăn tô cơm xong cả nhà ơi. Hai vợ chồng ăn cháo. Quý già. Rồi dùng thôi cả nhà ơi. Cốc nghỉ về ngon ghê cả nhà. À, ăn bữa hết rồi làm. Có nước chanh rồi con. Nước chanh hả? 4 cái bóng. Cái bóng ngon ghê con bắp cả nhà. Út chào cả nhà coi, Út ăn được chưa? Chào. Ngon rồi thế rồi. Ăn tôm không nè. Cho chồng lấy lê. Mùa này tôm tép vô con những cái này. Chưa lên nước chanh đúng không? Đừng hơi cái gì vậy? Cái bình nước chanh đó. Mồ hôi đổ, ướt nhẹp, ghê quá nhà. Tắm xong mồ hôi đổ ghê vậy. Hồi ghê. Út ăn miếng cá đây. Ăn con tôm đây coi. Ăn cá ăn tôm đây. Ba mẹ ăn không vậy hả? Rồi dùng thôi cả nhà ơi. Mới sau mấy tuổi rồi bảy mấy cả nhà ơi. Ăn xong rồi mình xong bếp đặng được cả nhà ơi. Út ăn miếng cá đây. Cá bóng còn quá trời kìa. Ăn cái tôm đi coi. Rồi gấp đi. Cái gì vậy? Nấm hả? Đâu chấm ấy mời cái nhà ăn coi. Chấm cái gì? Đâu chấm cũng được. Ở cái nhà ăn coi. Mời cái nhà. Rất ngon rồi không? Không ăn không chịu cháo. Cháo với nấm cũng ngon vậy. Rồi dùng thôi cả nhà ơi. Nấm rồi. Ăn màu đắng đây. Cho quen. Đói quá đói ăn cái bụng nghe cả nhà ơi. Trời ơi. Uống hộp sữa nữa. Ăn cơm uống hộp sữa đó nhà ơi. Út bao nhiêu ký rồi? 41 ký. 41 ký rồi cả nhà. Ủa căn là 41. Qua kia 40 ký mà đâu ra dữ vậy? Uống mư mà. Uống mư mà. Ăn cơm uống sữa dữ quá cả nhà ơi. Rồi, cái nhà dùng cho đình mình nha. Dạ xuống 1 ký rồi. Rồi, nhiêu? Dạ xuống 1 ký rồi, 39 ký. Kỳ vậy? Giảm hả? Giảm căng hả? Nó giảm căng cả nhà ơi. Giảm 2 ký rồi. Nắm nó hút ăn đi. Cá quá trời là dễ rồi. Ăn bỏ ở đây này gấp ra nguyên con ăn luôn con. Thổi đi phẩm mì. Thổi ra, thấm á. Đó, cá ngon, có bóng thịt ngọt ngon chú ăn. Dùng đi. Ha. Rồi, dùng gia đình mình nha cả nhà ơi. Ngon không? Cảm nhận coi. Không có gì vậy? Lấy bà mấy khăn nè. Khăn đồ ảnh nó ngon ngon nè. Nhà có ăn là ăn rồi. Tô cơm hoặc sữa giờ ăn thêm hủ tô nữa cả nhà ơi. Ăn cái ốm luôn cả nhà ơi. Mập với ốm gì? À mập với ốm hả? Mập với ốm hả? Đó, cả nhà thấy ăn một tô cơm rồi đó, hộp sữa nó đó cả nhà. Để hủ tô nữa nè. Ăn ngày đó tối rồi nó kiếm ăn nữa cả nhà ơi. Ăn ghê không cả nhà ơi, ăn gì nó khỏe cả nhà ơi. Rồi, dùng thôi. Vô. Rồi sao? Út quên mời cả nhà ha. Mời cả nhà. À. Rồi, chạy vô phòng cả nhà ơi. Rồi, dùng thôi cả nhà ơi. Út đang ngày gì nè? Không, ngày 20 tháng 10.
mới 10 cho mẹ ăn cháo có ốc với cá có bóng ha. Ngon lành cả nhà ơi, đơn giản vậy mà vui cả nhà ơi. Rồi dùng thôi cả nhà ơi. Mình ăn gần xong rồi cả nhà ơi. Rồi, chuẩn bị kết thúc bếp rồi cả nhà ơi. Cho mình ăn xong cả nhà ơi, cả nhà giúp sao với ba cả nhà ơi.